Đến giờ trổ tài tiên tri rồi, voi Tom ơi. Tom đã đoán trúng ngay trận ra quân của mình, Thụy Sĩ thắng Hungary và dẫn đầu thành tích so với các bạn tiên tri khác ở Thảo Cầm Viên. Khán giả rất thích thú đón chờ cô voi dễ thương tiếp tục trổ tài cho trận đấu Slovenia và Đan Mạch. Lựa chọn ô thức ăn đầu tiên sẽ là kết quả. Chọn ô giữa, một kết quả hòa. Chúng ta cùng xem lại. Cùng chờ xem Tom có tiếp tục đoán trúng nữa không nha. H24 trực tiếp trọn vẹn trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.